Hello, xin chào tất cả các bạn trở lại với kênh của mình. Trong video ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series về game NFT Play to Earn. Và con game mà mình muốn mới đến cho các bạn trong ngày hôm nay có tên là ContraFit. Thì ContraFit là một game NFT có đội ngũ team phát triển là người nước ngoài. Và con game này nó đang khá là nổi bật ở cộng đồng người chơi game NFT của nước ngoài các bạn. Và khi bạn lên các bạn search về cái con game ContraFit này, các bạn sẽ có những cái video từ 15 giờ trước, 12 giờ trước đến từ các reviewer. Và để chơi cái con game ContraFit này, các bạn sẽ mua cái đồng token của game là token CTFT. Và cái token này nó đã có trên cái nền tảng của CoinMarketCap cũng như là CoinGecko. Và nó đã được list sàn từ ngày 19 tháng 10 đó bạn. Và cho đến ngày hôm nay thì giá của nó mới phát triển vượt bậc và lên đỉnh vào ngày 14 tháng 11. Và nó đang giữ giá khá là tốt, cho thấy là cái con game này nó đang trở nên khá là hot ở cái cộng đồng người chơi game NFT. Thì khi các bạn tham gia vào game, các bạn sẽ kết nối với cái ví MetaMask ở đây. Thì mình và các bạn sẽ vào shop để các bạn mua cái trứng. Thì hiện tại trứng của nó đang bán với cái giá là symbol X sẽ là 110 cái đồng CTFT này. Nó tương đương khoảng 40 đô các bạn. Nó tương đương khoảng 45 50 đô. Khoảng 40 đô. Và cái trứng Rare X nó sẽ là khoảng 206 đồng token này, và nó tương đương là khoảng 100 đô bạn. Và các bạn cũng có thể mua những cái cần câu này để tham gia vào cái chế độ chơi câu cá, thì nó sẽ có ở đây. Đấy các bạn. Thì để câu cá các bạn sẽ câu được những cái quả trứng. Nè, nó tỷ lệ ra các quả trứng là 0.09, 0.01 và các cái khác như là thức ăn và những cái có thể là ra cái token nữa bạn. Thì token trong game là token Coral. Và bạn sẽ đổi từ cái token CTFT này qua. Thì mình đã mua sẵn một cái quả trứng ở bạn. Mình đã mua sẵn cái quả trứng rồi. Và những cái thức ăn để bạn nuôi cá mỗi ngày. Thì ở các bạn thấy ở cái phần này thì mỗi 24 giờ các bạn có thể làm được một phần thức ăn để các bạn nuôi cá. Thì mình sẽ mở cái quả trứng này nha bạn. Thì mình đang được một cái con sao biển. Và các bạn sẽ cho nó ăn. Đây các bạn, very hungry, các bạn sẽ cho nó ăn. Chúng ta sẽ cùng xem cái chỉ số của con này nha. Thì cái con mà mình mở được là uncommon. Và cái tỷ lệ coral mà nó các bạn cho ăn á, thì nó sẽ cho ra cái tỷ lệ là 0.9 cái đồng token này mỗi khi bạn cho ăn. Và cái food cost, tức là cái food mà nó sẽ mất là khoảng 2 khi bạn cho ăn. Thì đây mình sẽ cho nó ăn nha bạn. Để cho ăn cái con game này thì mỗi 2 phút thì nó sẽ hồi lại khoảng 50%. Và để hồi 100% thì các bạn sẽ tốn khoảng 4 phút cho cái con sao biển này. Đây mình sẽ cho nó ăn.
Đây các bạn. Thì các bạn sẽ phải chờ khoảng 4 giờ để cho nó ăn được một lần tiếp theo. Và khi mà các bạn đủ. Đây các bạn thấy là khi mà bạn cho ăn á thì cái token này nó đã ở đây rồi các bạn. Thì nó cũng có một cái bảng tính về cái lợi nhuận mà các bạn thu được luôn. Đây mình sẽ tính nha các bạn. Thì cái con của mình đang là level 1 và cái độ hiếm của nó là uncommon. Ở đây nó sẽ có tất cả là 6 cái độ hiếm là common, uncommon, rare, super rare, epic và legendary. Thì con của mình là uncommon và cái Roma là cái ở đây các bạn. Roma bonus nè, là của mình là cộng 10%. Và food, cái đơn vị food là và ở đây các bạn sẽ nhập cái giá food trên chợ. Thì các bạn sẽ tính toán được cái tỷ suất lợi nhuận của bạn theo cái đồng này. Thì mình sẽ lên chợ để mình xem cái giá food nha các bạn. Thì hiện tại nó cũng đã có cái chợ để các bạn mua bán những cái con cá này. Thì các bạn sẽ nhập giá food ở đây. Thì giá food ví dụ là 1.300 coral nữa bạn. Thì mình sẽ thử nhập cái giá 1.200 coral này vào cái bảng tính. Một ngàn hai trăm các bạn sẽ chia cho 20. Tại đây nó để là một đơn vị các bạn, một đơn vị. Thì 1.200 chia cho 20 sẽ là khoảng 60. Các bạn sẽ nhập cái giá là 60 đó bạn. Bạn sẽ đã nhập cái này là 10 và uncommon và cái level là 1. Thì chúng ta sẽ add vào đây. Sau khi các bạn add, các bạn sẽ bấm vào calculator để tính toán. Thì mỗi ngày thì mình sẽ được khoảng 5.43 cái đồng coral rồi đồng token contribute, và theo cái tỷ giá đô thì nó sẽ được khoảng 1,98 đô. Và bên bi sẽ được như đây, thì 7 ngày thì mình sẽ được 13 đô mấy và 14 ngày thì nó sẽ là 27 đô. Và 30 ngày sẽ được 60 đô các bạn. Thì các bạn có thể mở trứng và tính toán cái lợi nhuận ở đây. Và mình sẽ chờ khoảng 4 giờ nữa để cho nó ăn. Và cái các bạn thấy là cái food nó sẽ càng ngày càng giảm đó bạn. À, và các bạn có thể cho nó ăn liền luôn chứ không có cần chờ nha bạn. Đây các bạn vào đây. Thì để bán cái con cá này các bạn sẽ chịu phí là 3%. Các bạn bấm vào cái chữ Selfish này. Và các bạn list theo cái giá của nó.
Thì mình đã cho nó ăn được một đợt đó bạn, nó cho ăn một đợt full cây, là mình đã nhận được cái đồng token là 1,8 đồng coral. Thì mình sẽ phải chờ là khoảng 8 tiếng để có thể cho nó ăn tới đợt tiếp theo. Và hiện tại giá của đồng token này sẽ là bao nhiêu đây các bạn? Thì nó là tương đương với khoảng 0,8 đô rồi. Thì một ngày các bạn sẽ cho được con cái con của mình thì một ngày sẽ cho ăn được 3 lần là 0,8 1,8 mà nhân cho 0,38 các bạn. Thì nó sẽ là 0,7 đô một lần ăn, thì mỗi ngày các bạn sẽ cho được ăn 3 lần là khoảng các bạn sẽ được khoảng 2,1 đô một mỗi ngày. Và cái con của mình là incumbent cho nên là nó sinh ra cái lợi nhuận cũng khá là thấp. Nếu mà bạn mở ra được rare hoặc là super rare thì cái tổng lợi nhuận của bạn sẽ cao hơn rất là nhiều ở mỗi ngày. Thì để chuyển đổi từ cái token chính là CTFT sang cái đồng Coral trong game để các bạn có thể mua những cái vật phẩm trên marketplace cũng như là trong shop. Và các bạn có thể rút cái đồng Coral này chuyển đổi sang cái đồng CTFT để giao dịch trên các sàn. Thì các bạn sẽ vào cái phần này, The Trend Panel. Thì hiện tại mình đang có là 2 Coral của bạn và mình có thể rút cái đồng Coral này và chuyển đổi sang cái đồng token CTFT. Thì phí rút của mình sẽ là 5%, phí rút sẽ là 5%. Và các bạn có thể chuyển đổi từ đồng token sang đồng Coral với cái tỷ lệ 1:1. Các bạn có thể mua cái đồng CTFT này trên Bucoin hoặc là trên PancakeSwap. Đấy các bạn hãy mua trên đây để bạn chuyển qua lại và tham gia vào game. Thì mình mở được cái con Uncommon cho nên là mình có 2 lần cho ăn và mỗi lần mình sẽ tạo ra được khoảng 0,8 0,9 cái đồng Coral. Thì nếu mà các bạn có cái con cá có độ hiếm cao hơn là rare hoặc super rare thì các bạn sẽ có thể có khoảng 3 4 lần cho ăn thì nó sẽ tạo ra cái lợi nhuận cao hơn. Và mỗi lần cho ăn như vậy các bạn sẽ được khoảng 10 điểm kinh nghiệm. Thì khi mà bạn đủ điểm kinh nghiệm các bạn sẽ lên được level 2 và cái phần lợi nhuận này nó sẽ tăng lên đó bạn. Và mỗi ngày các bạn sẽ vào các bạn làm những cái thức ăn đây để các bạn cho ăn. Và mỗi ngày chỉ có một lần mà bạn làm được cái thức ăn thôi. Hoặc là các bạn mua trên cái marketplace này nó cũng có bán những cái thức ăn cho cá. Đấy các bạn. Thì như vậy là mình đã review xong về cái con game ControlFish này. Nó có một cái gameplay khá là đơn giản, chỉ là nuôi cá và kiếm lợi nhuận từ việc cho cá ăn mà thôi. Thì nếu mà các bạn thấy video này hay, hãy cho mình một like cũng như là một subscribe. Còn bây giờ thì xin chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.